Hi, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp đến với một tựa game mới, đó chính là Assassin's Creed 4 Black Flag. Thì cái phần này thì nó mới vừa free ở trên Uplay ấy. Mình cũng lấy về tẩy và chơi thử. Thì thật sự đây là cái series Assassin's Creed đầu tiên mà mình chơi. Mình cũng đi được mấy đoạn rồi. Cũng khá khó ha, cái cách di chuyển của nó kiểu giao kiếm này nọ đó, mà mình thì thường rất ít chơi mấy cái kiểu thể loại mà đấu kiếm như thế này nữa. Ok, what now? Có nhiệm vụ đây ha. Giờ chắc nói chuyện với thằng này rồi. À, nhiệm vụ. Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. À đúng rồi, cái tập này hồi nãy là mình vừa mới đi, mình bị đập của quán rượu, hai đứa luôn. Hai thằng bị đánh bụng giật mặt. And where have they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is muy mal dad, so I'd rather not ask. Shit. Mình bị đấm vỡ mũi. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. Đồ họa đẹp á, của Ubisoft làm mà. Mình thì mình đề cao Ubisoft làm về mấy cái mảng đồ họa lắm. Eagle Vision. À, gọi là mắt đại bàng. Về là để nhìn thấy tụi nó. Not if you keep quiet and stay out of sight. Tự cái thằng này chạy đâu vậy? I believe I'm getting the hang of this. Quiet. I fear they're onto us. Hang back. Perhaps we should split up to confuse them. À, mình đang hóa trang vào mấy thằng này này. Thì nó không có thấy mình nữa. Hãy đi theo mấy người dân như thế này. Mình kiểu như trà trộn vào á. Nơi đường này hả? Không đi đường này rồi, tụi này chặn rồi. Dưới cái cây nữa. Nấp. Hết hồn, tí nữa thấy mình rồi. Captain Mendoza is happy to pay you. We have goods to sell, sugars and such. Excellent. Chắc mình phải đeo chiều rồi. Rồi chắc chắn sẽ đi ở đây. Đừng có mấy thằng này, chính ra. Nó bắt đầu đi nhanh hơn rồi phải. Đi theo. Ê, xuống. Nó mình ghét cái cách di chuyển trong đây lắm, tại nó muốn nhảy lúc nào nhảy à, nó muốn trèo lúc nào trèo. Hơi lát giật, lâu lâu nó gì, tại máy mình cũng đâu khỏe lắm đâu. Chỉnh đồ họa lên mức cao như thế này là nó hơi khổ rồi. Xuống, xuống. Muốn leo nào leo, bực mình thì chứ. số. Đi theo. Ok, tới rồi. Mình phải... How long will this hanging take, man? They'll mean to hang about all day for the captain. Take you. Quick as anything, sir. Captain Mendoza needs only to hang the man, then he will deliver your payment. Yeah, you. I don't want reales, mind. I want goods, things I can sell. Cái đang nói chuyện thằng này đi đi. I don't want reales. On goods, things I can sell, tobacco, rum, sugar. See, see, we have much fine sugar. Grapes we took off a fat Englishman last night. See, sugar from Barbados, very fine. Man starts to fight last night. He ran, left his sugar behind. Very good. Well, that's a start. Shall I accompany him to the Castillo? No, sir. Captain Mendoza will have it sent to you, I believe. You will see. Good lord. That big brute, your Captain Mendoza. Chỗ này dắt chỗ thi hành án nè, treo cổ đây kia thì à mình phải đi theo này. Từ từ rón rén nhẹ nhàng thôi. Mấy con này làm gì không biết nữa. Thò được captain. Ơi, cái gì thế? Phát hồn mày. Ơi, xuống. Chạy. Mình còn phải lấy chìa khóa của thằng kia. Lấy lẹ. Tao không có đánh hết được tụi bay đâu. Chạy đi. Rút kiếm ra. Không được rồi. Thôi mấy anh đây. Sao nó không chịu nhảy lên kia luôn ta. Sao mà đánh hết được. Thấy chưa, sao mà đánh giết được hết tụi nó. Nhiều lắm. Chơi lại. Mình phải lấy được cái chìa khóa của thằng trong kia. Leo lên. Xuống. Cái thằng này không chịu xuống. Không, mình thấy rất ghét cái cách di chuyển trong đây luôn, khó cực kỳ luôn. Có thằng trên kia không? Giết cái thằng này chứ đi. Có nó còn ở đây không? Đây. Kệ thôi, cho anh nằm ở đó. Cái thằng chìa khóa đâu ta? Làm gì vô? Vô chưa? Thằng này đứng ngoài làm gì? Rồi tìm. Ok. Nick từ đó hoặc WhatsApp. Cái điểm xanh kìa. Giết đo gì mà mấy thằng này nó không thấy. Dễ thiệt. Ôi. Hình như là cũng từ Ubisoft ra mà đúng không ta? Mấy cái phong cách này giống như cái thành nè, mình phải đánh giống như Far Cry vậy. Công thành. Ê, rớt xuống. Bắn tỉa nhìn thấy. Nớp. Sao dụ cái thằng quỷ kia đi ta? Đi lên. Đi vô. Yeah, bao ngầu luôn. Lật được cái bụng khói hết hồn. À, có súng nè, mình ra mình xử hai thằng bắn tỉ ấy. Đi ra. Hình như súng này là chỉ có một viên đạn mà đúng không ta? Đúng rồi. Cái súng thời Pháp này gì? Chơi. Chạy đi. Yeah. Đánh đó. Chạy, nó chuẩn bị ném bom kìa. Chạy đi. Cái này đánh giỏi quá. Nó chạy xuôi xuôi cái bị bắt. Nói chung là game cũng hay nhưng mà nói chung cách di chuyển thì mình cực kỳ không thích luôn. Nó quá rườm rà luôn. Lại. thịt. Chưa tới bến không là hay hết. Tốt, xuống cái thằng này leo leo. Ê chạy đi. Đi vào đây. Khốn nạn, nó có súng. Là phải bơi ra nữa. Chạy. Hết mẹ nó đèn. Chọn nó ở đây luôn. Lúc ammo nhập đạn không đưa à? Mẹ đi. Chỗ này còn mấy thằng. Trời, đi đường không đi đi. Xuống. Chạy đi. Giết thằng thôi chạy. Có thằng ở đây. Súng rồi. Chết hết. Ghét. Xuống. Trời mở thiệt luôn. Cái này gì kim cương này. Mít. Ông này mẹ ghét quá thì giết hết tụi nó. Ghét. Tao ghét mày lắm. Mẹ ghét ghét rồi đi gì hết luôn. Chạy chạy chạy, ba thằng hiếp dâm rồi. Ngầu. Cool. Ok, mình chơi hết nguyên cái thành này đó. Xuống dưới đây được rồi, có đi đâu? Thôi đi cầu thang bình thường như bao người khác đi. Xuống. Mày muốn đi cái đường đàng hoàng mà không đi mày. Mẹ, nhân vật tự kinh khủng luôn. Ơi, kéo gì vậy? Ba gì nhanh thế? Bắt cua quá giỏi mà. Okay, về. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Yeah. Thôi, giờ hoàn thành. Stay out combat, nói chung là mình không làm được hai cái này. Lên đầu ngắm cảnh một tí rồi. Wow. Nhảy cái gì? Đi bình thường. Dạ, đồ họa đẹp quá. Ok, thì clip của mình cũng chắc cũng tới đây hay không? Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe kênh mình để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.